Xin chào các bạn. Hôm nay kênh Bếp Việt xin chia sẻ với các bạn một món ăn với khổ qua và trứng ha. Ở đây mình có nửa ký khổ qua, mình đã cắt nhỏ, cắt mỏng hết rồi nè. Hồi sáng này được mẹ cho ký khổ qua, mình cắt mỏng ra hết. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món chả khổ qua hấp với trứng. Ở đây mình có nửa ký khổ qua, 8 quả trứng gà, khoảng 300g thịt xay, thịt heo xay ha các bạn. Một ít hành tím. Và để cho màu sắc nó đẹp ha, mình cho một chút xíu ớt Đà Lạt, ớt đỏ và một ít miếng mình ngâm, miếng sợi mình ngâm, hoặc là các bạn có thể dùng bún tàu cũng được, vì khổ qua nó sẽ ra nước các bạn ơi, cho nên mình sẽ cho miếng vào để cho nó hút nước ha, giống như món chả trứng hấp vậy đó. Thì hôm nay mình sẽ làm món chả khổ qua hấp, bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm nha. Bây giờ mình sẽ cho nguyên liệu vào, trước tiên là mình sẽ cho chén thịt vào ha, 300g thịt xay, thịt heo xay ha. Rồi, mình sẽ cho hết nửa ký khổ qua mà mình đã cắt nhuyễn vào, cắt mỏng thật mỏng á, các bạn có thể cắt tròn hoặc là các bạn có thể cắt dọc. Rồi cắt cho mỏng ha. Rồi cho vào trong cái phần thịt luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho bún tàu vào nha. Ở đây mình dùng miếng, các bạn có thể dùng miếng hoặc bún tàu gì cũng được hết á. Mình cắt nhỏ nhỏ ra. Mình làm các bước tương tự như món chả trứng hấp mà mình ăn cơm tấm vậy đó. Thì hôm nay mình sẽ làm thêm rau củ vào, đó là thêm khổ qua vào. Ăn sẽ có vị lạ lạ và rất là hấp dẫn các bạn. Các bạn hãy thử làm món chả khổ qua hấp theo công thức của mình đi. Đổi mới cái món ăn cũng rất là ngon ha. Rồi bây giờ mình sẽ đập trứng vào nha. Ở đây là 8 quả trứng gà, mình sẽ đập vào đây, mình lấy hết phần 6 quả, còn 2 quả thì mình sẽ để lòng đỏ riêng, chút xíu mình sẽ quét bên trên. Giờ mình sẽ cho trứng gà vào. Bốn quả rồi ha, xích ra con. Dạ. Yeah. 5 quả. Mày làm liên tục đẹp quá à. 6 quả. Rồi mình đã cho vào trong cái thau của thịt của mình đó, 6 quả. Bây giờ mình sẽ lấy quả thứ 7, thì mình sẽ lấy cái phần lòng đỏ riêng để chút xíu mình quét lên trên mặt chả cho nó nhìn nó ngon ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái phần lòng đỏ mình để riêng ra ngoài nè. Rồi 6 quả thì mình lấy đủ, còn 2 quả cuối thì mình chỉ lấy lòng đỏ mình để riêng ra và mình lấy đựng lòng trắng trứng mình cho hết vào trong cái phần chả luôn. Đây các bạn, hai cái lòng trà đỏ này một chút xíu mình sẽ quét lên trên cái mặt chả ha. Rồi. Giờ mình trộn qua cho nó mềm cái phần khổ qua xíu, cho thịt nó đều vào xíu đi ha, rồi mình mới cho hành, cho hành với cho ớt vào để nó không có bị dập ha. Rồi, cái này á các bạn dùng tay các bạn bóp cho nó đều hơn. Hơn là mình dùng đũa. Chả khổ qua hấp với trứng và thịt bằm cũng rất là ngon các bạn, ăn với cơm trắng hoặc là cơm gạo lứt. Rồi khá là đều rồi ha, giờ mình cho thêm gia vị vào nè. Mình cho một muỗng hạt nêm gà ha. Một muỗng nhỏ, một muỗng lớn thì ở đây mình dùng 2 muỗng nhỏ. Mình cho một muỗng nhỏ đường, một chút xíu đường ha, một chút xíu tiêu, mình xay vào đây một ít tiêu cho nó dậy mùi thơm. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây một chén hành tím. Rồi một ít ớt đỏ để cho cái chả của mình nó đẹp hơn. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp trứng, thịt, khổ qua, gia vị ha. Mình trộn đều phần này lại hết. Mình dùng tay mình trộn thì sẽ đều hơn. Các bạn ơi, các bạn xem kênh Bếp Việt Official, nếu mà các bạn thấy thích á,
hoặc là có ích cho mình, các bạn vui lòng bấm nút subscribe nha, like và share để mình cùng nhau chia sẻ niềm vui nấu ăn ha. Hoặc là các bạn có nhận xét góp ý gì các bạn vui lòng comment nha. Và hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món chả khổ qua hấp với trứng và thịt bằm. Với món chả khổ qua hấp với trứng và thịt bằm này nè, mình có thể để lên trên bếp á, trên lò. Mình sẽ nướng với cái lửa nhỏ, hoặc là mình có thể dùng để mình hấp. Các bạn làm cách nào cũng được. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách là mình hấp cho nó nhanh và nó tiện. Rồi bây giờ sau khi mình trộn thấm gia vị hết rồi, mình sẽ để ở đây khoảng chừng 5 phút cho phần gia vị nó cũng ngấm vào trong khổ qua hết, đều hết. Sau đó mình sẽ cho vào trong khuôn và mình hấp nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái khay hấp và mình lót xuống đây một cái tờ giấy giấy mà để thấm dầu của các bạn, để chút xíu mình hấp xong mình sẽ lấy phần chả này ra dễ hơn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ phủ qua đây một cái lớp thịt với trứng trước. Đây, cái phần ở dưới đáy của cái được của cái chả, cái phần cái khay á, mình sẽ phủ xuống đây một lớp mỏng trước, rồi sau đó thì mình sẽ cho khổ qua lên ha. Đây, các bạn dằn ra để cho cái khổ qua nó chặt lại á. Cái phần này nó hơi khó làm hơn cái phần mình hấp thịt không. Chả trứng thì nó dễ hơn, còn chả khổ qua thì mình chịu khó, mình lấy tay mình dằn dằn qua một xíu để cho khổ qua nó dẻ lại ha. Và khi có miếng nè, có khổ qua nè, chả của mình nó mềm, nó không có bị khô. Nhìn khá là đẹp mắt ha, có màu sắc luôn. Thay vì mình làm chả trứng hấp thì mình sẽ làm chả trứng khổ qua hấp. Mình làm món chả hấp. Nửa ký khổ qua, 300g thịt với 8 cái quả trứng gà. Thì các bạn sẽ làm vừa cho cái khuôn 18cm nha. Mình sẽ cho hết tất cả lên. Rồi mình phủ qua một lớp cho nó đều hết, nó bằng hết nha. Nó màu xanh của khổ qua ha, màu đỏ của ớt, màu tím của hành, chút xíu sẽ có màu vàng của trứng. Món ăn của mình vừa thơm ngon và đầy đủ màu sắc luôn nè. Rồi xong rồi đó các bạn, bây giờ mình sẽ cho lên nồi và mình hấp thôi. Rồi cả nhà ơi, mình sẽ cho vào trong nồi mình hấp ha, và mình hấp khoảng chừng 25 đến 30 phút. Rồi khi nào gần chín thì mình sẽ chia sẻ tiếp nha. Rồi nhưng mà các bạn nhớ hấp mình phải phủ một cái khăn lên trên vậy nè, để mồ hôi nó không có đổ vào trong chả, nó sẽ không có bị mềm, nó không có bị rỗ cái mặt chả nha. Rồi bây giờ mình sẽ hấp từ 25 đến 30 phút. Rồi các bạn ơi, sau khi mình hấp khoảng chừng 25 phút, bây giờ phần chả của mình chín rồi nè. Mình lấy đũa mình sắn xuống mình thử gì nè, cái đũa của mình nó không có bị dính gì hết là chín rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ quét lên trên đây một cái ít lòng đỏ nha. Cái phần hai lòng đỏ hồi nãy mình để lại đó, hai cái lòng đỏ hồi nãy đó, bây giờ mình sẽ quét lên trên mặt chả nha. Sau khi mà mình phủ một lớp lòng đỏ lên á, sau đó mình để cho cái phần chả mình đẹp hơn xíu thì mình xếp thêm một cái vòng ớt ha, điệu điệu xíu thì ớt chuông á cho đẹp. Rồi giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình hấp khoảng 5 phút nữa cho cái phần lòng đỏ nó chín đều hết, là phần chả khổ qua hấp trứng của mình đã xong rồi. Giờ mình sẽ đậy lại mình hấp nha.